Tin giáo sứ cao xá Mừng lễ kính sinh nhật Thánh Doan tại giả tại giáo sứ cao xá Cùng với toàn thể giáo hội hân hoan mừng lễ sinh nhật Thánh gioan tại giả Bổ mạng cha Doan Bautista Trần Quang Hiển Kính sứ giáo sứ cao xá Cộng đoàn giáo sứ cao xá đã cùng nhau làm tuần tam nhật cầu nguyện đặc biệt cho Ngài Cũng như long trọng tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Doan tại giả Vào lúc 17 giờ 30 ngày 23 tháng 6 năm 2018 Do cha sở Doan Bautista chủ sự tượng thánh gia an tề giả được cung nghinh từ nhà xứ sau đó mọi người cùng nhau tham dự thánh lễ thật trang nghiêm và sốt sắng hiện diện trong thánh lễ có quý cha quý thầy tại tu xá gia thịnh quý tu sĩ tại giáo xứ và đông đảo bà con giáo dân để cầu nguyện đặc biệt cho cha tránh xứ nhân ngày bổn mạng trước thánh lễ thay mặt cộng đoàn giáo xứ ông trưởng ban hội đồng phục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn chúc mừng cha tránh xứ bên cạnh đó cha tránh sứ còn nhận được những lãng hoa tươi thắm của giáo sứ gia đình bà cố ca đoàn Cecilia, huyện ủy đảng ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc công an thị trấn châu thành và huyện châu thành bộ chỉ huy quân sự BB5 chúc mừng cha trong bài giảng cha bề trên tu xá chia sẻ ngày lễ hôm nay được mừng kính trọng thể vì cuộc đời của Thánh Gioan cũng có những nét tương đồng như cuộc đời của Chúa Giêsu, được Thiên Thần loan báo về sự ra đời, đều ăn chay cầu nguyện trước khi ra đi rao giảng, càng lớn lên càng khôn lớn nhân đức. Mặt khác, Thánh Gioan là người đóng lại cánh cửa cầu ước, còn Chúa Giêsu mở ra cánh cửa tân ước ngài ra đi loan báo về đức giê đấng messiah cho muôn dân ngài là vị tiên tri cao cả nhất trong lịch sử israel và khi hoàn thành sứ mạng con người ấy đã thu nhỏ lại và mất hẳn trong kiếp tù đầy với một cái chết đớn đau sau thánh lễ, cha chánh xứ gửi lời cảm ơn đến toàn thể cộng đoàn giáo xứ, quý tu sĩ, quý chức, các ban ngành, đoàn thể đã cùng hiệp dân thánh lễ cho cha nhân ngày hạnh phúc này.